Phật nói về uy lực của Kinh Dược Sư Chú Dược Sư phiên âm tiếng Việt Nam Mô Bạc Già Phật Đế, Bệ Sát Xã, Lũ Rô Thích Lưu Ly, Bác Lạc Bà, Hắc Ra xa Giả, Đác Tha Ít Đà Già, A Ra Hắc Đế, Tam Miệu Tam Bột Đà Già, Đác Điệt Tha, Án Bệ sắc Thệ, Bệ sắc Thệ, Bệ Sát Xã, Tam Một Ít Đế, tỏa Hà Chú Dược Sư phiên âm tiếng Phạn Nam mô Bhagavate, BCEcha, Guru Vadurya, Prabha, Ratjaya, Tathagataya, Arahate, samyak Sambuddhaya, tadiyatha Om, BCEche, BCEche, BCEcha, Samugate, Swaha. Nếu ai thấy có kẻ nam người nữ nào mắc bệnh khổ, họ phải nên nhất tâm vì người bệnh kia mà thường xuyên tắm gội, súc miệng sạch sẽ. Rồi trì chú này 108 biến vào trong thức ăn hay thuốc thang, hoặc nước không có vi trùng. Sau đó họ lấy cho người bệnh, dùng xong bệnh liền tiêu trừ. Nếu có ai cầu mong điều gì, họ nên chí tâm trì chú này thì sẽ được như ý, trường thọ sống lâu và không có bệnh tật. Sau khi mạng chung, họ sẽ vãng sanh đến thế giới kia, được không thoái chuyển và cho đến thành Phật. Nếu có kẻ nam người nữ nào với chí tâm ân trọng mà cung kính cúng dường dược sư lưu ly quan như lai kia, thì nên luôn trì chú này và chớ để quên mất. Nếu có thiện nam tính nữ nào nghe được danh hiệu của dược sư lưu ly quan như lai, ứng cúng, chánh nặng chánh giác, sau khi nghe và muốn tụng trì, thì mỗi sáng sớm hãy tắm gội, xúc miệng sạch sẽ, rồi dùng hương hoa, hương đốt, hương thơm và trội các loại âm nhạc để cúng dường trước hình tượng Phật. Họ nên biên chép kinh điển này hoặc bảo người khác biên chép rồi nhất tâm thọ trì. Nếu nghe vị Pháp Sư giảng giải nghĩa lý của Kinh, họ nên cúng dường đầy đủ tất cả các vật dụng cần thiết và chớ để thiếu hụt. Như vậy họ sẽ được chư Phật hộ niệm, những điều cầu mong được mãn nguyện và cho đến thành Phật. Nếu có người thọ trì đọc tụng Kinh này hoặc diễn nói và chỉ dẫn cho người khác, hay tự biên chép kinh hoặc bảo người khác biên chép. Với lòng cung kính tôn trọng, họ dùng muôn loại hương hoa, hương xoa, hương bột, hương đốt, tràn xoa sâu chuỗi an lạc, phan lọng và âm nhạc để cúng dường, lại dùng lụa năm màu để làm thành túi đựng, quát dọn một nơi sạch sẽ và an trí kinh trên bực cao. Khi ấy tứ đại thiên vương cùng quyến thuộc và vô lượng trăm ngàn thiên chúng sẽ đến nơi đó để cúng dường và hộ trì. Nếu nơi nào lưu hành kinh báu này và có người thọ trì, thì do nghe được danh hiệu cùng bổn nguyện công đức của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, nên phải biết nơi ấy sẽ không có các thứ tai họa và cũng không có những ác thần hay ác quỷ đoạt mất tinh khí người. Giả như đã bị đoạt mất, họ sẽ được hoàn phục như cũ và thân tâm an lạc. Nếu có các thị nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tính tâm thanh tịnh và muốn cúng dường thế tôn dược sư lưu ly quan như lai kia, thì trước tiên nên tạo lập một hình tượng của Đức Phật đó và an trí vào trong một ngôi tháp thanh tịnh, rồi rải các thứ hoa, thắp các loại hương và dùng đủ mọi tràng phan để trang nghiêm nơi ấy. Suốt 7 ngày 7 đêm, họ thọ trì tám giới quan trai dùng thức ăn thanh tịnh tắm gội thơm khiết mặc y phục tinh sạch tâm không nhiễm ô lòng không giận dữ và thân không giết hại lại đối với hết thảy hữu tình mà khởi tâm từ bi hỷ xã làm lợi ích an vui trỗi nhạc ca tán và đi nhiễu bên phải tượng phật họ nên nhớ tượng đến công đức bổn nguyện của đức như lai kia đọc tụng kinh này tư duy nghĩa lý diễn nói và chỉ dẫn cho người khác thì tất cả những điều cầu mong đều sẽ tỏ ý cầu trường thọ được trường thọ, cầu giàu sang được giàu sang, cầu quan vị được quan vị, cầu con cái được con cái. Nếu có người bỗng nhiên gặp ác mộng và mơ thấy các điềm kinh sợ, các loài chim lạ bay đến đậu, hoặc tại trú xứ xuất hiện trăm điều quái dị, như người này có thể dùng những phẩm vật quý hiếm để cung kính cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia, thì những ác mộng điềm xấu, các điều không cắt tường thảy đều ẩn mất và chẳng thể gây hại hoặc bị nạn nước lửa, gươm đào, thuốc độc hay lạc vào nơi hung hiểm, hoặc gặp voi dữ, sư tử, cọp sói, gấu hung tợn, rắn độc, bọ cạp, rết, mũi nhặn cùng các thứ ghê rợn khác. Nếu có thể chỉ tâm nhớ niệm Đức Phật kia và cung kính cúng dường, thì họ đều được thoát khỏi tất cả những việc hãi sợ. Khi có nước khác xâm lăng, quấy nhiễu hoặc trộm cướp phản loạn, nếu nhớ niệm và cung kính Đức Như Lai kia thì cũng đều thoát khỏi. Nếu có thiện nam tử hoặc thiện nữ nhân nào với tính tâm thanh tịnh, trọn đời không thờ bái vị trời nào, duy chỉ nhất tâm quy y Phật Pháp Tăng và thọ trì giới cấm, như là năm giới, 10 giới, 400 giới của Bồ Tát, 250 giới của Bích Xu hoặc 500 giới của Bích Xu Ni. Trong lúc giữ giới, lỡ như bị hủy phạm và sợ đoạn đường ác. Nhưng nếu họ có thể chuyên niệm danh hiệu của Đức Phật kia và cung kính cúng dường, thì nhất định sẽ không thọ sanh vào trong ba đường ác hoặc có người nữ đến thời điểm sắp sanh nở và phải chịu đau đớn khôn xiết nếu họ có thể chí tâm xưng niệm danh hiệu đảnh lễ tán thản cung kính và cũng dường đức như lai kia thì những ách khổ đó đều sẽ tiêu trừ em bé sanh ra có các căn hoàn chỉnh tướng mạo đoan chánh ai thấy đều hoan hỷ thông minh lành lợi an ổn ít bệnh và không bị loại phi nhân đoạt mất tinh khí nếu các hữu tình nào nghe được danh hiệu của thế tôn dược sư lưu ly quan như lai rồi chí tâm thọ trì và không khởi lòng nghi mà còn đoại đường ác thì quyết không thể có việc ấy đây là hạnh sâu xa của chư phật khó mà tính giải phải biết đây đều là do sức oai thần của như lai vào thời tượng pháp sẽ có những chúng sanh mắc đủ chứng bệnh hoạn khốn khổ bệnh nặng trường kỳ thân thể gầy gò lại không thể ăn uống môi cổ khô khan và tướng sắp chết hiện ra trước mặt nên thấy khắp nơi đều đen tối cha mẹ quyến thuộc và bạn bè thân quen khóc lóc vây quanh tuy thân kia vẫn còn nằm đó nhưng họ thấy sứ giải diêm vương dẫn thần thức của mình đến trước diêm vương thiên tử mỗi chúng sanh đều có các vị thần ở bên cạnh suốt đời và ghi lại đầy đủ tất cả việc thiện ác rồi trình tấu hết cho diêm vương thiên tử lúc ấy diêm vương tra hỏi người đó tính toán định đoạt rồi phán xử tùy theo tội phước đã làm khi ấy nếu thân bằng quyến thuộc có thể vì người bệnh kia mà quy y thế tôn dược sư lưu ly quan như lai thỉnh chư tăng để chuyển đọc kinh này thắp đèn bảy tầng và treo tràng phan tục mạng năm màu thì thần thức của họ có thể sẽ được trở về như trong giấc mộng tự mình thấy rõ hoặc nếu thần thức kia về lại sau 7 ngày hay 21 ngày hoặc 35 ngày hay 49 ngày thì như chợt tỉnh cơn mộng họ đều sẽ tự nhớ biết nghiệp lành giữ cùng quả báo lãnh thọ do tự chứng kiến về nghiệp báo như vậy cho dù nguy hiểm đến cả tánh mạng họ cũng không bao giờ tạo những nghiệp ác nữa. Vì vậy các thiện nam tử và thiện nữ nhân với tính tâm thanh tịnh đều nên thọ trì danh hiệu của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai và tùy theo khả năng của mình mà cung kính cúng dường. Nếu có người bệnh nào muốn hết bệnh khổ, người đó nên trong 7 ngày 7 đêm hãy thọ trì tám giới quan trai và tùy theo khả năng của mình mà dùng thức ăn nước uống cùng những vật dụng cần thiết khác để cúng dường cho các vị tỳ kheo. Ngày đêm sáu thời, họ lễ bãi hành đạo và cúng dường Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai kia. Họ đọc tụng kinh này 49 lần, thắp 49 ngọn đèn và làm bảy hình tượng của Đức Như Lai kia. Trước mỗi hình tượng đều để bảy ngọn đèn, mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe và phải thắp sáng liên tục không được gián đoạn trong 49 ngày. Ngoài ra họ cần tạo lập tràng phan năm màu với độ dài của 49 gang tay và phóng sanh các loài động vật cho đến 49 loài hay nhiều hơn nữa như vậy họ sẽ tai qua nạn khỏi và chẳng bị chết oan hay gặp ác quỷ bắt giữ nếu những quán đảnh vương thuộc dòng dõi quý tộc khi có tai nạn khởi lên như dân chúng mắc nạn bệnh dịch nạn nước ngoài xâm lăng nạn nội loạn trong nước nạn tinh tú biến đổi quái dị nạn nhật thực nguyệt thực nạn mưa gió trái mùa hoặc nạn quá thời không mưa khi ấy những quán đảnh vương thuộc dòng dõi quý tộc kia phải vì hết thảy hữu tình mà khởi lòng từ bi và ân xá tội nhân rồi y theo pháp cũng dường đã nói ở trên mà cũng dường thế tôn dược sư lưu ly quan như lai kia do thiện căn này cùng với sức bổn nguyện của đức như lai nên sẽ khiến cho nước đó liền được an ổn mưa gió thuận hòa các loại hạt chín rộ tất cả hữu tình được vui vẻ và không có bệnh tật ở trong nước đó sẽ không có bạo lực hay quỷ tiệp tật làm não loạn chúng sanh tất cả điểm xấu thể liền ẩn mất còn những quán đảnh vương thuộc dòng dõi quý tộc thì được mạnh khỏe thọ mạng lâu dài thân tự tại không bệnh và mọi việc đều thêm nhiều lợi ích. Nếu vương hậu, vương phi, công chúa, thái tử, vương tử, đại thần, phụ tướng, thị nữ trong cung, quần thần bá quan hay lê dân bá tánh nào mắc bệnh khổ cùng những ách nạn khác thì họ cũng nên tạo lập thần phan năm màu, thắp đèn và để cháy sáng liên tục, phóng sanh các loại chúng sanh, rải nhiều thứ hoa khác nhau và đốt những nén hương quý. Như thế bệnh tật sẽ được tiêu trừ và thoát khỏi ách nạn có chính loại chết oan vì thế ngài nên khuyên mọi người hãy thắp đèn cùng tạo lập tràng phan tục mạng và làm các việc phước đức do bởi tu phước nên trọn đời họ sẽ không trải qua các bệnh hoạn đau đớn loại chết oan thứ nhất là nếu có các thủ tình nào tuy mắc bệnh nhẹ nhưng chẳng có uống thuốc cùng không thầy khám bệnh hoặc giả như có thầy nhưng lại cho lầm toa nên phải bị chết một cách oan uổng lại có người tin theo tà ma ngoại đạo ở thế gian nghe mấy thầy yêu nghiệt nói lời họa phước vù vơ rồi đâm ra sợ hãi lòng chẳng được an ổn rồi đi bói quẻ xem việc tai họa vì cúng tế quỷ thần nên họ giết mọi loài chúng sanh để xin sân tinh yêu quái giúp đỡ hoặc cầu phước hoặc dù mong muốn trường thọ nhưng kết cuộc là chẳng thể nào đạt được do bởi ngu si mê muội và tin theo tà kiến điên đảo nên khiến cho mình bị chết một cách oan uổng sau khi chết họ phải đọa địa ngục mà chẳng có kỳ hạn thoát khỏi Loại chết oan thứ nhì là bị luật vua tử hình. Loại chết oan thứ ba là đi săn bắn vui chơi, đam mê tự sắc, buông lung vô độ và bị loại phi nhân đoạt mất tinh khí. Loại chết oan thứ tư là bị lửa thiêu. Loại chết oan thứ năm là bị nước dìm. Loại chết oan thứ sáu là bị các loài thú dữ ăn thịt. Loại chết oan thứ bảy là bị rơi xuống ven núi. Loại chết oan thứ tám là bị trúng thuốc độc, buồn ngải trù ếm hay khởi thi quỷ làm hại Loại chết oan thứ 9 là bị đói khát khốn khổ mà chết. Đây là chính loại chết oan mà Như Lai đã lược nói. Ngoài ra còn có vô lượng những loại chết oan khác nữa, thật khó mà kể cho xuể. Nếu có các hữu tình nào bất hiếu với cha mẹ, gây tạo năm tội ngỗ nghịch, phá hủy hay phỉ bán tam bảo, vi phạm luật pháp hoặc dối trá lừa gạt, thì Diêm Vương Thiên Tử khảo xét và trừng phạt tùy theo tội nặng nhẹ. Vì thế tôi này khuyên các chúng sanh hãy thắp đèn, tạo lập tràng phan, phóng sanh tù phước, như vậy họ sẽ vượt qua mọi khổ ách và không gặp phải những tai nạn. Lúc bấy giờ có 12 đại tướng tiệp tật đang ở trong chúng hội. Tên các ngài là Đại tướng Cực Úy, Đại tướng Kim Cang, Đại tướng Chấp Nghiêm, Đại tướng Chấp Tinh, Đại tướng Chấp Phong, Đại tướng Cương Sứ, Đại tướng Chấp Lực, Đại tướng Chấp Ẩm, Đại tướng Chấp Ngôn, Đại tướng Chấp Tưởng, Đại tướng Chấp Động và Đại tướng Viên Tác. Mười hai đại tướng tiệp tật này, mỗi vị có bảy ngàn quỹ tiệp tật làm quyến thuộc, họ đều đồng thanh bạch Phật rằng Bạch Thế Tôn, chúng con nay nhờ sức uy thần của Phật mà nghe được danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên không còn lo sợ đường ác nữa Tất cả chúng con đều đồng nhất tâm quy y Phật Pháp Tăng cho đến trọn đời, nguyện sẽ bảo hộ hết thảy hữu tình và làm nhiều việc lợi ích để họ được an vui nếu ở bất cứ thôn làng, thành thị, quốc gia hay núi rừng hẻo lánh nào mà có kinh này lưu truyền, hoặc có người cung kính cúng dường và thọ trì danh hiệu của dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì quyến thuộc chúng con sẽ hộ vệ người ấy, khiến cho họ đều thoát khỏi tất cả khổ nạn và những điều cầu mong cũng được toại ý. Hoặc có người còn mong lành bệnh và thoát trừ ách nạn, họ nên đọc tụng kinh này, lấy sợi chỉ năm màu và niệm danh hiệu của chúng con rồi thắt thành gút. Khi đã được như sở nguyện thì hãy nên tháo ra. Trích trong kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức